không còn nguyên vọng nữa, em về làm phát triển trang trại. Nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, không thể đi tàu xe được. Em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người nào ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Mời đi. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, xin chào ông Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân. Mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tân làm gì Tân? Dạ, em công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Nay em không còn nguyên văn nữa, em về làm phát triển trang trại. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng rồi chị, em làm riêng cho em ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh bên cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ có shop ạ. Dạ. Vậy hả. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi, thích nấu ăn, em thích ca hát ạ. Em thích đi du lịch ạ. Bạn trai? Dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác. Rồi biết tự lập, cũng biết chiều chuộng bạn nữ ạ. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Không thể đi tàu xe được, say sóng á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa? Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy á. Trời ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời ơi, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Thì có gì đâu, bên kia đi máy bay, em đi xe máy khi nào tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Để nói đại đi, đại ha. Nói cho bằng kia bằng hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót chị ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn ạ. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ. Cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì, cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được, thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà. Dạ, cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người nào ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy. Dạ với lại thường em có tật xấu đi, đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Dạ mỗi lần đi nó vướng bạn mất công lắm, chỉ cần mình khẩu mặc đồ ra là ngay là xử thôi. Cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi á. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ ảnh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ cũng sợ. Không em ơi, chắc em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt cổ hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Rồi mình thì mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ yếu điểm của em là hay quên hay khóc. Ai nói những điều gì thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn thương, tổn thương là em khóc. Em hơi nói nhiều mà chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Em ơi em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được nhưng anh nhớ bận đồ là được. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức chỉ có một mối tình, 7 năm. Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ quen 7 năm, chia tay 3 tháng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Sao mà quen 7 năm mà mới 3 tháng quên sao hết trơn quên được? Trời. Dạ ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì? 6 năm kia là hợp hả? Dạ, cổ thì đam mê nghệ thuật, chụp ảnh là thích đi đây đi đó, đi từ lưa thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước họ chị ấy có bạn ấy có chụp ảnh không? Có nhưng mà gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi. Như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng 2 tháng á. Dạ. Rồi sao? Thì đó là tùy công việc. Thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi chứ không phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng một năm nay.
Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Dư luôn. Dạ, em 1m73 chị. Ít nói, thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi cái đó dễ rồi. Rồi có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Không chung thủy, lăng nhăng, ki bo, keo kiệt, nói nhiều. Em trai, em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều, mà đụng chuyện thì nói thôi. Chăm sóc người lớn không? Dạ, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn rồi, phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình, em nói ở nhà cô cũng đâu, con chở cô về. Rồi vậy dạ, tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ, em thì cần một người bạn gái cá tính mạnh. Nếu mà ngoại hình thì chị tin càng tốt. Bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thành Công Dung, Công Hạnh. Nói chung là cái hình mẫu phải từ chị cắt từ cửa lên em mới chịu. Cá tính mạnh là mạnh sao, mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nào hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. Phải dữ hơn nữa. Đừng cao quá chị, phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm nó mới đã. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị, ở dơ mà cái vụ bày hầy quá này hay nó cằn nhằn cạp rạp, chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi, chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh, chứ nhờ mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ ạ. Đám cưới không 2 tỷ? Dạ, không, đám cưới xong mà cho ly lập nghiệp á. À là cho 2 tỷ đi đám cưới. Dạ. Lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả? Hay dữ không dữ mà chằn lắm. Má có đưa ra cái tiêu chuẩn con gái con dâu tôi như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Hai ngổ về gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không không chị, em có trang trại riêng mà. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có ạ. Nghe 2 tỷ mừng quá. Ô, chào con gái. Dạ em chào anh Linh ạ. Chắc hôm mai bà mối cũng được 10%. Anh bên tai ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sâu kín mà cũng kể hết nữa. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai cũng chịu đàn gái rồi đó. Rồi hôm nay em đi chưa? Đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ, một người em ruột và người em họ em. Rồi, cho chị gặp em ruột của em rồi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em chào anh Tân ạ và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Theo cái nhận xét riêng của em thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm. Tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Tân đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Chào Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho vui vậy mà. Bơm vô làm sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Dạ ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình thực hành thôi. Tính trước bữa không tới. Rồi cảm ơn chú. Rồi, mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Em gồng quá, em run quá, lên thì bây giờ thấy khốt quá trời. Chào em lên trước nha. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó. Nhưng mà không biết cái người cá tính của em có mạnh hay không nữa. Anh cứ cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tiếng trước tiếng sau, bác phan đồ, phan anh chụp. Không nhầm hết á. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Anh có biết không, hè về vườn hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vòng trao dân.
giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượn ơi. Xin cảm ơn ạ. Hay quá. Hay quá, tiếng tới hát đi, tới em đó. Tới em hát hả? Em thì hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa tới hát bài gì đó hát đi, tặng đáp lại đi. Dở đừng chơi nha. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh năm mười qua anh đẹp trai dễ thương và con tim sẽ chung tình. Gặp em đêm nay mai dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi. Nhảy lên. Yêu anh, yêu anh nhé. Nhảy người lên. Anh yêu hơi nhảy em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó người anh yêu hơi. Mới chỉ xa xôi em biết không em ơi. I love you. Quá dữ, quá dữ. Lắng nghe nè. Lắng nghe nè. Quá. Quá. Quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò ai hát bài này lắm hả? Không có anh. Em giữ hát bài khác. Dạ, đi chân bò cầm cái ra cờ to mà không đi ta lấy cây cọc đít bò. Bỏ lại. Hát con với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ. Không mà đứng hát. Trời ơi, sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mấy mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc cũng phải khép nép tí xíu. Thôi vô chuyện tình cảm đi, bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó. Anh thấy em có dây rụt rè. Em kinh doanh nấu nhiều nữa. Anh thích phụ nữ nấu nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Rồi em cảm nhận gì anh? Anh thật thà. Chỗ cần đứng lên cho em xem kỹ đi. Không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cứ coi đi, anh men lì, anh tham đi, men lì mà. Nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Em thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ, cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà. Nên em phải cần con cọp. Mạnh mẽ lên, em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Người ta mắc cỡ thôi chứ ta dân kinh doanh mà. Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên để cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị Tường ơi? Dạ. Thầy để nút bấm sẽ là quyết định của em. Bây giờ tối như thế này à. Anh thấy anh với em không hợp cỡ. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Dạ, em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á. Nói gì vậy em? Nói nhỏ chị nghe coi. Đừng có bị dụ nha, nói gì vậy? Anh nói em là nên cho cơ hội. Không dám nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Trời trời năn nỉ. Ôi sao đụng hoài nó cũng thấy anh. Kiếm đi. Bên kia. Trời. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Và sao cả hai đều không bấm? Dạ như em đã trao đổi, em cần một người có tính rất mạnh, rất là nhạy bén. Em thấy bạn nữ cũng hơi rụt rè. Còn bạn gái? Em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là coi như không có duyên đó em. Dạ. Nha. Là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Island. Đây là một cặp gối của sản phẩm nền cao su Đồng Phú gửi tặng các bạn. Cảm ơn hai bạn. Chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Đây hoa của em đây.